Chương trình Vietcase Tonight được bảo trợ bởi Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Phoenix Star Insurance, công ty duy nhất cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu bảo hiểm của quý vị. Mitsuha Ocean Blue, NMN Nhật Bản, giúp bạn làm chậm quá trình lão hóa, gìn giữ tuổi thanh xuân. Xin gọi ngay 1877-408-1864 để biết thêm chi tiết. Kính chào toàn thể quý khán giả, mời quý vị đến với chương trình Việt Face Tonight. Kính mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức buổi tối của chúng tôi thứ ba ngày 3 tháng 12 2024, và sau đây là các bản tin chính. Tổng thống Nam Hàn ban hành rồi rút lại lệnh phiết thiết quân luật trong cùng ngày. Ngũ giác đài họp báo về lệnh thiết quân luật tại Nam Hàn. Phiến quân tiến đến vùng nông thôn phía bắc Syria. Việc ân xá Hunter Biden được viện dẫn nhằm yêu cầu bác bỏ vụ án tiền bịt miệng. Amtrak đạt được cột mốc lịch sử về số lượng hành khách gần 33 triệu người năm 2024. Tom Holman nói di dân bất hợp pháp nên chuẩn bị đóng gói hành lý ngay từ bây giờ. Người tiêu dùng mua sắm trên trực tuyến ngày Cyber Monday còn nhiều hơn cuối tuần Black Friday. Phụ nữ lên máy bay Delta tới Paris không có vé, van nài đừng gửi bà trở về Mỹ. Và đó là tất cả những phần tin tức chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong bản tin tối nay. Thanh Thảo sẽ mở đầu ngay bây giờ với phần tin chi tiết. Bản tin đầu tiên là Tổng thống Nam Hàn ban hành rồi rút lại lệnh thiết quân luật trong cùng một ngày thứ ba, ngày 3 tháng 12. Tổng thống Hàn Quốc là Yoon Suk-yeol cho biết ông sẽ rút lệnh thiết quân luật ngay khi ông có đủ mức độ ủng hộ cần thiết từ nội các. Ông Yoon cho biết trong bài phát biểu lúc nửa đêm rằng ông đã rút quân được khai triển để thực hiện lệnh thiết quân luật sau cuộc bỏ phiếu của Quốc hội với tỷ lệ là 190-0 ủng hộ việc ngăn chặn hành động này. Ông Yoon nói thêm rằng xét đến thời gian ở Nam Hàn, ông vẫn chưa thể triệu tập toàn bộ nội các để ủng hộ việc rút quân. Tuyên bố của ông được đưa ra ngay trước 5 giờ sáng giờ địa phương. Trong tuyên bố của mình, Tổng thống một lần nữa đã chỉ trích đảng đối lập vì đã cản trở các hành động của chính phủ, đồng thời nhấn mạnh thêm lý do ban đầu khiến cho ông quyết định ra lệnh này. Trước đó, thì Tổng thống Nam Hàn đã trích dẫn những hành động luận tội của phe đối lập đối với các quan chức chính phủ như là một lý do cho ban hành lệnh của mình vì cho rằng chúng tương đương với hành động của các lực lượng ủng hộ Bắc Hàn chống chính phủ Nam Hàn. Sự thay đổi thái độ đột ngột của ông diễn ra trước sự phản đối mạnh mẽ và thống nhất chống lại việc này là điều này đã thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội và tạo ra làn sóng lên án từ những người chỉ trích Tổng thống và chính đảng của ông. Tôi cũng nên nhắc việc các nhà lập pháp tại Nam Hàn đã bỏ phiếu để chặn sắc lệnh thiết quân luật do Tổng thống Yoon Suk-yeol ban hành. 190 nhà lập pháp đã bỏ phiếu để lật ngược biện pháp này. Lúc có kết quả, người ta không rõ cuộc bỏ phiếu sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tuyên bố thiết quân luật, bởi vì theo luật pháp Nam Hàn, Tổng thống có nghĩa vụ phải tuân thủ kết quả cuộc bỏ phiếu. Điều đó xảy ra chỉ có vài giờ sau khi Tổng thống Yoon ban bố lệnh thiết quân luật trong một bài phát biểu trên truyền hình không được công bố trước hôm thứ Ba. Sắc lệnh của Tổng thống Yoon cấm mọi hoạt động chính trị và quốc hội và cho phép bắt giữ nghi phạm mà không cần lệnh. Tổng thống Yoon đã cáo buộc đảng đối lập chính của Nam Hàn có các hoạt động chống nhà nước và có cảm tình với Bắc Hàn. Các thành viên của Quốc hội Nam Hàn dường như đã đụng độ với chính quyền bên ngoài tòa nhà của đại biểu Quốc hội hôm thứ Ba. Trước khi bỏ phiếu, người đứng đầu đảng chính trị của Tổng thống Nam Hàn đã lên án việc ban hành thiết quân luật. Lệnh này đã khiến cho giới quan sát quốc tế bày tỏ sự lo ngại và đã khiến cho các cổ phiếu chứng khoán liên quan đến Nam Hàn chao đảo trong suốt ngày thứ Ba. Liên quan đến vấn đề vừa nêu thì các quan chức tại Hoa Kỳ đang bày tỏ sự lo ngại trong bối cảnh bất ổn chính trị đang diễn ra tại Nam Hàn. Tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì Phó Phát ngôn viên Vedant Patel cho biết là Bộ đã không nhận được cảnh báo nào trước về việc ông Yoon sẽ ban bố thiết quân luật tại Nam Hàn. Trong khi Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc xác nhận rằng chính quyền Tổng thống Biden đã liên lạc ngay lập tức với chính phủ Hàn Quốc và theo dõi chặt chẽ tình hình. Tình hình đang thay đổi, Philip Goldberg, đại sứ Hoa Kỳ ở Hàn Quốc đã đăng trên tài khoản X của mình trước khi Tổng thống Yoon tuyên bố chấm dứt thiết quân luật. Chúng tôi đang theo dõi những diễn biến này với mối lo ngại sâu sắc, Vedant Patel, phó ngã phát ngôn viên chính của Bộ Ngoại giao đã cho biết. Chúng tôi hy vọng cũng và kỳ vọng rằng tất cả các tranh chấp chính trị sẽ được giải quyết một cách hòa bình và theo đúng pháp luật. Ông Patel đã nói như vậy. Trong khi đó, thì Ngũ Giác Đài cho biết những diễn biến này không làm thay đổi bất kỳ lập trường quân sự nào của Hoa Kỳ hoặc là khuyến khích Bắc Hàn hành động. Đây là lời phát biểu của tướng Pat Ryder, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài. Tất nhiên, chúng tôi vẫn theo dõi chặt chẽ tình hình. Hiện tại về cơ bản là không có tác động nào đến lực lượng Hoa Kỳ đồn trú tại Nam Hàn.
Thư ký báo chí Ngũ Giác Đài Thiếu tướng Pat Ryder đã nói như vậy. Bất chấp các tuyên bố thiết quân luật của ông Yoon, không có bất kỳ báo cáo nào về các loại xe tăng hoặc binh lính ở trên đường phố thủ đô Hán Thành hoặc bất kỳ nơi nào khác tại Nam Hàn. Đây là đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ trong khu vực và là nơi đồn trú của khoảng 28.500 quân nhân người Mỹ. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hán Thành đã ban hành lệnh cảnh báo, khuyến cáo là các công dân Hoa Kỳ nên lường trước các gián đoạn tiềm ẩn tại Nam Hàn và tránh xa các đám đông. Đại sứ quán Hoa Kỳ cũng đã hủy các cuộc hẹn thường lệ vào ngày thứ Tư và khuyến khích công dân Hoa Kỳ ở đó theo dõi phương tiện truyền thông địa phương, làm theo hướng dẫn của các quan chức chính phủ và chính quyền địa phương. Ngoài ra thì đại sứ Hoa Kỳ ở Hàn Quốc cũng đã yêu cầu công dân cần phải theo dõi chặt chẽ tình hình tại địa phương. Trong khi đó, phản ứng với việc này thì lãnh đạo đảng Yoon Suk Yeol đã thúc giục tổng thống Hàn Quốc phải giải thích quyết định của mình khi ban hành thiết quân luật và kêu gọi sa thải bộ trưởng quốc phòng của nước này. Là đảng cầm quyền, chúng tôi cảm thấy vô cùng hối lỗi trước công chúng, lãnh đạo đảng quyền lực nhân dân Han Dong-hun cho biết trong một tuyên bố với các phóng viên vào sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương. Tổng thống phải trực tiếp và giải thích kỹ lưỡng về tình hình bi thảm này. Bộ trưởng Quốc phòng, người đã đề nghị thiết quân luật cũng phải bị sa thải ngay lập tức và tất cả những người chịu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm một cách nghiêm khắc. Trong khi đó, thì đảng Dân Chủ đối lập của Nam Hàn cho biết là họ sẽ bắt đầu một số các thủ tục luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol nếu như ông không từ chức ngay bây giờ. Đảng này đã chỉ trích tuyên bố thiết quân luật của ông và gọi đây là hành động nổi loạn và là căn cứ để luận tội. Chúng tôi sẽ không ngồi yên để chứng kiến tội ác phá hoại hiến pháp và chà đạp nền dân chủ của Tổng thống Yoon, đảng này cho biết. Tổng thống Yoon nên tự nguyện từ chức ngay lập tức. Trong khi đó, thì Liên đoàn Công đoàn Lao động lớn nhất Hàn Quốc cho biết là các thành viên của mình sẽ tiến hành một cuộc tổng đình công vô thời hạn cho đến khi Tổng thống Yoon Suk-yeol từ chức sau nỗ lực áp đặt thiết quân luật của ông. Chúng tôi sẽ chiến đấu cùng người dân dẫn đầu con đường để ông Yoon Suk-yeol phải từ chức ngay lập tức, Liên đoàn Công đoàn Hàn Quốc KCTU đã cho biết, theo tin tức từ hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đã cho biết như vậy. Trước đó thì lãnh đạo đảng đối lập Park Chan-dae cho biết là ông Yoon không thể tránh khỏi các cáo buộc phản quốc và cũng lên tiếng kêu gọi ông cần phải từ chức ngay lập tức. Kế đến là bản tin về Syria, phiến quân tiến đến vùng nông thôn phía bắc của Syria. Các nhóm phiến quân đã xuất hiện ở nhiều địa điểm khác nhau ở vùng nông thôn phía bắc Hama của Syria. Vào 8 năm trước, cuộc nội chiến ở Syria đã chuyển hướng có lợi cho Tổng thống Bashar al-Assad. Sau khi một cuộc tấn công chớp nhoáng của Nga và Aleppo đã giúp cho ông ta giành lại quyền kiểm soát thành phố lớn thứ nhì của đất nước này. Chỉ trong hơn 72 giờ vào tuần trước, một liên minh các nhóm phiến quân vũ trang Syria hoạt động dưới biểu ngữ Deterrence of Aggression đã chiếm được thành phố trong một cuộc tấn công bất ngờ, giáng một đòn mạnh vào chính phủ al-Assad và gây ra sự leo thang lớn đối với một cuộc chiến tranh vốn đang chìm trong im lặng. Ngày thứ ba, phiến quân Syria được cho là đã tiến đến vùng nông thôn phía bắc Hama. Liên minh phiến quân bao gồm các phe phái Hồi giáo vũ trang lâu đời, những người bất chấp sự khác biệt của họ vẫn đoàn kết trong cuộc chiến chống lại ông al-Assad, khủng bố quân ISIS và các lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn. Nhóm phiến quân nổi bật và đáng gờm nhất trong số đó là Hayat Tahrir al-Sham hoặc là HTS, còn được gọi là Tổ chức Giải phóng Levant. HTS được thành lập bởi Abu Muhammad al-Julani, một chỉ huy quân sự đã tích lũy kinh nghiệm khi còn là chiến binh trẻ của Al-Qaeda chống lại Hoa Kỳ tại Iraq trong cuộc xâm lược của Hoa Kỳ trước khi bị bắt và giam giữ ở Iraq. Sau khi được thả, ông đến Syria để thành lập Jabhat al-Nusra, chi nhánh Syria của Al-Qaeda và điều hành nhóm cho đến khi công khai chia rẽ với Al-Qaeda năm 2016 do bất đồng về ý thức hệ và phản đối ISIS. Sau đó thì Jolani thành lập HTS vào đầu năm 2017. Bất chấp nỗ lực của Jolani nhằm tách biệt nhóm mới của mình khỏi Al-Qaeda và ISIS, Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác đã chỉ định HTS là tổ chức khủng bố nước ngoài vào năm 2018 và đã treo giải thưởng 10 triệu Mỹ Kim để bắt giữ ông ta. Trong những năm qua, ảnh hưởng của Jolani ngày càng tăng, mặc dù có những cuộc đấu đá nội bộ và sự ganh đua cục bộ. Các nhóm phiến quân đã phải chịu một đòn nặng nề sau khi Aleppo rơi vào tay chế độ Syria năm 2016. HTS bị thu hẹp lại ở Idlib, một thành phố ở tây bắc Syria với dân số 4 triệu người, chủ yếu là những người phải di rời do xung đột nội bộ trên khắp đất nước Syria. Trong một cuộc phỏng vấn với PBS năm 2021, Jolani đã bác bỏ danh hiệu khủng bố và nói rằng nhóm của ông không gây ra mối đe dọa nào đối với xã hội phương Tây hoặc là châu Âu. Natasha Hall là thành viên cấp cao của chương trình Trung Đông tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Washington DC đã cho biết,
HTS đã có thể xây dựng đế chế đó bằng cách chủ yếu kiểm soát hầu hết các lĩnh vực kinh tế tại Idlib. Họ là một lực lượng độc lập hơn nhiều nhóm khác. HTS chủ yếu chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công vào Aleppo hồi tuần trước. Các nhóm chiến binh này đã đặt mục tiêu về việc chống lại chế độ Al-Assad và họ có vẻ có lợi thế trong lúc này bởi vì Nga và Iran không còn mạnh như 8 năm trước đây. Các luật sư của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã trích dẫn ngay lập tức lệnh ân xá từ Tổng thống Joe Biden đối với con trai của mình là Hunter Biden trong ngày hôm qua, trong một nỗ lực mới nhất của họ nhằm hủy bỏ bản án tiền bịt miệng của Tổng thống đắc cử Trump tại Manhattan. Trong nỗ lực mới nhất nhằm hủy bỏ bản án hình sự của mình trong vụ án tiền bịt miệng Manhattan, ông Trump đã nhiều lần viện dẫn lý do của Tổng thống Biden để ân xá cho con trai của mình. Bản thân của ông Trump cũng đã từng phải chịu cùng một loại truy tố có động cơ chính trị mà ông Biden cũng đã lên án trong thông báo ân xá của mình. Các luật sư của cựu tổng thống đã lập luận như trên. Luận điệu này xuất hiện trong hồ sơ tòa án dài 69 trang được công khai vào ngày thứ Ba. Trong đó thì các luật sư của ông Trump đã trình bày các lập luận pháp lý của họ nhằm bác bỏ vụ kiện tiền bịt miệng khi ông đã là tổng thống đắc cử. Họ đã xem trước các lập luận này trong một lá thư gửi cho thẩm phán chủ tọa, thẩm phán Juan Merchan, ngay sau cuộc bầu cử. Trong hồ sơ mới, đôi khi đọc giống như một bài phát biểu vận động tranh cử đầy bất bình của ông Trump hơn là một bản tóm tắt pháp lý. Các luật sư của tổng thống đắc cử là Todd Blanche và Emil Bove đã lập luận rằng các khẳng định của ông Biden về việc Hunter Biden đã bị truy tố có chọn lọc và bất công và đối xử khác biệt, tức là chữ trong nguyên văn từ lời phát biểu của tổng thống Biden, tương đương với sự lên án phi thường đối với Bộ Tư pháp của tổng thống Biden. Ông Trump đã chọn Blanche và Bove cho các vị trí cao thứ hai và thứ ba trong Bộ Tư pháp trong nhiệm kỳ thứ hai của mình. Bộ Tư pháp không truy tố vụ án tiền bịt miệng chống lại ông Trump, trong đó bồi thẩm đoàn đã kết án ông vào tháng 5 với 34 tội danh trọng tội và làm giả tài liệu, che giấu thỏa thuận món tiền bịt miệng với một ngôi sao phim khiêu dâm trong những ngày cuối cùng của cuộc bầu cử năm 2016. Hiện nay, theo tòa thụ lý thì đã cho biết rằng hồ sơ đã được nộp lên và văn phòng của ông Bragg dự kiến sẽ phải trả lời cho các lập luận của đội ngũ luật sư của ông Trump vào tuần tới. Một trong những tài liệu tham khảo về lệnh ân xá của Tổng thống Biden thì các luật sư của ông Trump đã viết, như Tổng thống Biden đã nói ngày hôm qua, đủ rồi. Vụ án này, tức là họ nhấn mạnh đến vụ án của Tổng thống đắc cử Trump, vụ án này lẽ ra không bao giờ nên được đưa ra và giờ đây nó cần phải bị bác bỏ. Kế đến là bản tin về Amtrak đạt được cột mốc lịch sử về số lượng hành khách, gần 33 triệu người năm 2024. Amtrak cho biết họ đã đạt được một cột mốc lịch sử. Dịch vụ đường sắt này đã vận chuyển gần 33 triệu hành khách trên hệ thống đường sắt chở khách trong năm tài chính 2024. Con số này đã tăng 15% so với năm tài chính trước đó. Amtrak cho biết mục tiêu của họ là tăng gấp đôi lượng hành khách hàng năm lên 66 triệu người vào năm 2040. Amtrak đã phải vật lộn để phục hồi tài chính sau khi đại dịch COVID-19 làm xáo trộn các mô hình hành khách thông thường. Để giải quyết những thách thức trước đây, Amtrak cho biết họ đã đầu tư 4.5 tỷ Mỹ Kim vào cơ sở hạ tầng và quá trình chuyển đổi đội xe lửa rộng lớn nhất cho đến nay. Amtrak cũng đã nhận được hơn 10 tỷ Mỹ Kim tiền tài trợ cạnh tranh của liên bang để hỗ trợ các dự án xây dựng hiện tại và tương lai. Dự án đầu tiên thuộc loại này đã thúc đẩy sự tăng trưởng chưa từng có cho Amtrak khi họ tuyển dụng hàng ngàn công nhân lành nghề để cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Ông Roger Harris là chủ tịch Amtrak cho biết trong thông cáo báo chí rằng khi chúng tôi xây dựng cho tương lai, các khoản đầu tư của chúng tôi vào dụng cụ thiết bị mới, dịch vụ mở rộng và cơ sở hạ tầng quan trọng sẽ tiếp tục nâng cao trải nghiệm từ bờ biển miền Đông sang Tây Hoa Kỳ. Các đề nghị được dự kiến bao gồm phát triển tàu hỏa, cầu và đường hầm mới. Trong số các dự án đầy tham vọng đã được hoạch định bao gồm thay thế đường hầm Baltimore và Potomac đã 151 năm tuổi để giảm bớt tình trạng tắc nghẽn xe cộ và chậm trễ giữa Washington DC và New Jersey. Amtrak cũng đang mở rộng mạng lưới của mình bằng các tuyến tàu hỏa mới và các nhà ga được nâng cấp.
Và những dự án này không chỉ nằm trong hành lang Đông Bắc đông đúc. Amtrak sẽ giới thiệu lại tuyến đường phục vụ bờ biển Vịnh lần đầu tiên sau hai thập niên. Bắt đầu từ năm 2025, dịch vụ tàu hỏa hai lần một ngày sẽ chạy giữa New Orleans và Mobile, Alabama. Hành khách ở North Carolina, Virginia, Pennsylvania và Maine cũng sẽ thấy các tuyến đường của họ được nâng cấp, cùng với việc phát triển 69 hành lang đường sắt chở khách liên tỉnh mới. Amtrak cho biết những hành khách có ngân sách eo hẹp có thể mong đợi những lựa chọn giá cả phải chăng hơn, bao gồm vé Flex Fare và Value Fare. Những hành khách không có kế hoạch đi lại cụ thể có thể thấy Flex Fare hữu ích vì có chế độ bảo đảm hoàn tiền đầy đủ. Tuy nhiên, những hành khách có sự sắp xếp chắc chắn hơn thì có thể thích vé Flex rẻ hơn và được hoàn trả tới 75% nếu hủy vé. Hành khách cũng có thể mong đợi những thay đổi trong việc đặt chỗ ngồi và các lựa chọn thực phẩm. Đối với những hành khách quan tâm đến việc nâng cấp đặc biệt, hành khách ở các hạng dịch vụ được chọn hiện có thể lựa chọn chỗ ngồi cuối cùng trước khi đặt chỗ. Và những hành khách cao cấp trên tàu Acela, dịch vụ tốc độ cao hàng đầu của Amtrak, dọc theo hành lang Đông Bắc Hoa Kỳ, cũng có thể thưởng thức bữa ăn được nâng cấp với các nguyên liệu có nguồn gốc bền vững và các thương hiệu địa phương. Ông trùm biên giới mới của Tổng thống đắc cử Donald Trump, ông Tom Homan hay là Border Czar, đang lập một kế hoạch để trục xuất toàn diện khi ông nhậm chức sau khi cả hai tuyên thệ vào tháng Giêng tới đây. Tom Homan đã nói chuyện với Center Square về các ưu tiên của mình, minh họa cho sự khác biệt rõ rệt so với ông trùm biên giới dưới thời Tổng thống Biden, đó là Phó Tổng thống Kamala Harris, người đã từng nhiều lần nói rằng biên giới an toàn và bà không cần phải đến đó. Theo Center Square đưa tin, dưới thời chính quyền của Biden-Harris thì số lượng người vượt biên trái phép là lớn nhất, khoảng 14 triệu người đã được báo cáo. Chủ đề bao trùm, ông Homan nói, là hàng ngàn người nhập cảnh vào đất nước này một cách bất hợp pháp, không có giấy tờ, là một tội ác. Ông cho biết chính quyền ông Biden lập luận là những người vượt biên trái phép có quyền xin tị nạn và được ra hầu tòa án di trú. Chúng tôi đã cho họ cơ hội đó để gặp thẩm phán, nhưng chúng tôi biết dựa trên các dữ liệu của tòa di trú, gần 9 trong số 10 người trong số họ sẽ nhận được lệnh trục xuất vì họ đơn giản là không đủ điều kiện để xin tị nạn. Đoạn video mà chúng ta đang xem là đoạn mà ông Tom Homan đã phát biểu trước Đại hội Đảng Cộng Hòa diễn ra vào tháng 7 trong lúc cựu Tổng thống Donald Trump đang vận động tranh cử. Trong này thì ông Tom Homan nói, tôi có một thông điệp với tư cách là một người đã dành suốt 34 năm để trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp. Tôi nhận được một thông điệp gửi đến hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp mà Joe Biden đã thả ra ở đất nước chúng ta và vi phạm luật liên bang. Quý vị nên bắt đầu đóng gói hành lý ngay bây giờ, bởi vì các quý vị sẽ được gửi về nhà. Tôi nhận được thông điệp khác, một thông điệp gửi đến các băng đảng tội phạm tại Mexico. Quý vị đã buôn lậu đủ lượng fentanyl trên khắp đất nước này, đủ để giết chết 148.000 người Mỹ trẻ tuổi. Các người đã giết nhiều người Mỹ hơn tất cả mọi tổ chức khủng bố trên thế giới cộng lại. Và bây giờ là lúc Tổng thống Trump sẽ trở lại nhiệm sở. Ông ấy sẽ chỉ định các người là một tổ chức khủng bố và sẽ xóa sổ tất cả mọi người, tất cả các người ra khỏi mặt đất này. Các người đã xong rồi, hãy chuẩn bị đi. Đó là lời tuyên bố của ông Tom Homan. Người tiêu dùng mua sắm trên trực tuyến ngày Cyber Monday còn nhiều hơn cuối tuần Black Friday. Các bản báo cáo đang xuất hiện vào cuối tuần Black Friday và cũng là manh mối lớn cho các nhà bán lẻ về cảm nhận của người tiêu dùng trong mùa lễ năm nay và họ sẵn sàng chi tiêu ở đâu. Số lượng người mua sắm vào cuối tuần lễ tạ ơn vượt quá mong đợi của các nhà bán lẻ, ngay cả khi các cửa hàng tung ra các chương trình khuyến mại sớm. Catherine Cullen là phó chủ tịch phụ trách ngành và thông tin chi tiết về người tiêu dùng của Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia nói rằng cuối tuần này là sự kiện tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong tâm trí người tiêu dùng khi doanh số bắt đầu sớm hơn mỗi năm. Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia cho biết ước tính có 197 triệu người tiêu dùng đã mua sắm trong khoảng thời gian 5 ngày giữa lễ tạ ơn và Cyber Monday. Và Mastercard Spending Pulse đã chứng kiến doanh số thương mại điện tử vào Black Friday tăng gần 15% với người tiêu dùng tận dụng lợi thế của việc mua sắm so sánh dễ dàng hơn trên trực tuyến. Michelle Meyer là nhà kinh tế trưởng của Viện Kinh tế Mastercard cho biết, tôi nghĩ người tiêu dùng đang tìm kiếm giá trị. Họ đang tìm kiếm các lựa chọn về thời điểm họ chi tiêu và những gì mà họ mua. Thoát khỏi tình trạng lạm phát tăng cao, người tiêu dùng muốn có giá hời cho mùa lễ năm nay, ngay cả khi giá tăng chậm lại. Người tiêu dùng cũng đang trong tâm thế tìm kiếm các chương trình khuyến mãi. Phó Chủ tịch phụ trách ngành và hiểu biết về người tiêu dùng của Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Catherine Cullen cho biết, người mua sắm đang chi tiêu có chủ đích. Họ có nhiều tiền mà họ đang lập ngân sách tùy thuộc vào mức lợi tức của họ. Họ muốn bảo đảm rằng họ đang sử dụng thời gian và nguồn lực của mình một cách hiệu quả.
Nhưng điều đáng ngạc nhiên là vào ngày Cyber Monday năm nay là ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Theo phân tích của Adobe, người tiêu dùng Hoa Kỳ đã chi tới 13.3 tỷ Mỹ Kim, là mức tăng hơn 7% so với năm trước. Trong khoảng thời gian 2 tiếng đồng hồ đêm thứ hai ngày hôm qua, người tiêu dùng đã chi ra 15.8 triệu Mỹ Kim cứ sau 60 giây đồng hồ. Sự kiện này đã khép lại chuỗi mua sắm kéo dài 5 ngày với tổng số tiền lên tới hơn 41 tỷ Mỹ Kim, phá vỡ kỷ lục trước đó. Các nhà phân tích của Adobe cũng cho biết người mua sắm vẫn lo ngại về lạm phát, nhưng điều đó đã được bù đắp bằng các đợt giảm giá hấp dẫn trong mùa lễ. Ngoài sự bùng nổ doanh số vào ngày Cyber Monday, mức tăng trưởng theo năm cũng mạnh hơn vào cả lễ tạ ơn lẫn thứ sáu đen. Trong một bản tin tuần trước thì chúng tôi đã gửi đến quý vị bản tin liên quan đến một người phụ nữ đã lẻn lên chuyến bay của Delta Airlines khởi hành từ New York để bay đến Paris, Pháp Quốc đã xuất hiện trong một đoạn phim mới đây. Và đoạn phim này đã gây chấn động khi bà ấy lên tiếng van nài tiếp viên hàng không đừng đưa bà ấy trở lại Hoa Kỳ. Các quan chức Pháp đã tiết lộ với hãng tin ABC vào tuần này rằng người phụ nữ có tên là Svetlana Dali là một công nhân người Nga và là thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ. Trong một vụ vi phạm an ninh gây rất kinh ngạc đối với sân bay John F. Kennedy tại New York vào ngày 30 tháng 11 vừa qua, bà Dali được cho là đã đi qua các trạm kiểm soát an ninh và cổng Delta để lên chuyến bay để bay đến Paris, mặc dù không có giấy tờ hợp lệ. Các hành khách đã quay phim được người đi lậu vé này sau khi bà bị tiếp viên hàng không tìm thấy, khi bà trở nên hung hăng và hét vào mặt các nhân viên đang cố gắng để thẩm vấn bà. Bà nói, hãy làm ơn giúp tôi, bà nói trong đoạn video, tôi không muốn trở về Hoa Kỳ. Các viên chức cho biết là bà đã bị giam giữ tại Pháp và được đưa trở lại chuyến bay đến Hoa Kỳ vài ngày sau đó. Nhưng cảnh quay mới sau này cũng cho thấy bà đã chống đối nhân viên hãng hàng không, hét lên về việc cần phải tị nạn, chống lại Hoa Kỳ. Hãng hàng không Delta và TSA cho biết là họ đã mở một cuộc điều tra tìm hiểu cách nào mà bà Dali bị cáo buộc đã lẻn qua được các trạm kiểm soát an ninh. Không có gì quan trọng hơn các vấn đề về vấn đề an toàn và an ninh. Đó là lý do tại sao mà hãng Delta đang tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về tất cả những gì có thể đã xảy ra và sẽ hợp tác với các bên liên quan khác trong ngành hàng không và cơ quan thực thi pháp luật để đạt được mục tiêu đó. Đại diện của Delta đã cho biết trong một tuyên bố. Trong khi đó, thì cơ quan TSA cho biết là bà Dali ban đầu đã được kiểm tra tại sân bay JFK và không có mang theo bất kỳ vật dụng bị cấm nào, nhưng bị phát hiện là không có thể lên máy bay khi mà chiếc máy bay đã gần đáp xuống phi trường tại Paris. Là vì những hành động của bà đi từ phòng toilet này sang toilet khác, từ trên đầu cho đến cuối máy bay và di chuyển liên tục như thế đã tạo ra sự nghi ngờ cho nhiều người. Và sau đó thì người ta đã phát giác rằng bà không có boarding ticket, không có boarding pass để lên máy bay. Và bắt đầu từ đó thì người ta đã phát hiện và tìm hiểu và đã nhận được những cái sự phản ứng dữ dội từ người phụ nữ này. Tất cả mọi việc hiện nay cũng vẫn đang được tiếp tục điều tra. Với bản tin vừa rồi thì chúng tôi xin kết thúc phần tin buổi tối ngày hôm nay. Thanh Thảo và Anh Dũng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin và xin cầu chúc tất cả quý vị một buổi tối an lành. Xin hẹn gặp lại trong bản tin này ngày mai. Chương trình Vietfest Tonight được bảo trợ bởi Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Phoenix Star Insurance, công ty duy nhất cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu bảo hiểm của quý vị. Mitsuha Ocean Blue, NMN Nhật Bản, giúp bạn làm chậm quá trình lão hóa, gìn giữ tuổi thanh xuân. Xin gọi ngay 1877-408-1864 để biết thêm chi tiết. Hi, chào quý vị, tôi tên là Đăng Đào. Mời quý vị đến Phoenix Star Insurance. Hơn 12 năm qua, chúng tôi chuyên về bảo hiểm Medicare cho người cao niên từ 65 tuổi trở lên. Mời quý vị đến đây và cho chúng tôi một cơ hội để giúp quý vị tìm ra những chương trình tốt nhất phù hợp với nhu cầu quý vị. Tôi tên là Đăng Đào, xin hãy gọi cho tôi ở số điện thoại 714-467-5185. Chúng tôi xin hân hạnh được phục vụ quý vị.
Xin chào quý vị. Tuổi tác phải chăng là giới hạn của đàn ông? Càng lớn tuổi, có nhiều việc đều lực bất tòng tâm. Đừng lo, giờ đây đã có Miss Hua Ocean Blue NMN, sinh lực sẽ trở lại. Mỗi viên năng chứa 200mg NMN, độ tinh khiết trên 99,5%, giúp bạn trì hoãn quá trình lão hóa và lấy lại sức sống. Tôi đã dùng NMN, cả người trẻ hẳn ra, ngày nào cũng tràn đầy năng lượng. Da của tôi trắng hơn và mịn hơn, bạn bè nói trong tôi trẻ ra 10 tuổi. Sau vài tháng dùng NMN, trí nhớ cũng tốt hơn, thật kỳ diệu. Nghiên cứu cho thấy NMN giúp cải thiện giấc ngủ, ngủ được ngon giấc, da dẻ tự nhiên sẽ đẹp hơn rồi. Rất nhiều người đã dùng qua đều nói thấy hiệu quả. Nhanh tay mua Miss Hua Ocean Blue NMN đi.